Sáng nay, Quận ủy Hải Châu tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kết luận số 21, kết luận số 80 công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Hiện nay, Đảng bộ quận Hải Châu có 50 tổ chức cơ sở đảng với 11.922 đảng viên, gồm 26 đảng bộ và 24 chi bộ cơ sở. Tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là 557 chi bộ và hai đảng bộ bộ phận trong năm ban tổ chức quận ủy đã tham mưu ban thường vụ quận ủy lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà nghị quyết của đảng bộ quận đề ra cũng như các nhiệm vụ được giao công tác tuyên truyền phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các kết luận của trung ương thành ủy quận ủy được các tổ chức cơ sở đảng xác định là công việc thường xuyên trong công tác xây dựng đảng và dần đi vào nề nếp nhận thức và ý thức hành động của cán bộ đảng viên về vai trò trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ tiếp tục được tăng cường